Lên hàng các bạn nha. Đã bảo rồi, thời tới mà, đến giờ nó ăn rồi đấy. Con này cũng vừa vừa thôi. Nồi bé nó cũng còn hơn, hơn không có. Thời tới rồi. Lên hàng các bạn nhé. Mồi Ngọc Trinh của bác Toán nhà quê đã qua bàn tay của Trung Fishing Japan xử lý. Đã đớp là chết, riêng mồi của em mà đã độ rồi, hàng rồi thì không có cơ hội sống các bạn. Các bạn thấy không? Nuốt cực kỳ sâu, mà đã nuốt thì không có chuyện mà bung cá được. Riêng mồi của em mà đã độ, lưỡi mà mồi em đã độ rồi thì không có chuyện bụng. Không có chuyện bung nữa các bạn ạ. Cái móc cá của em là nó yếu các bạn. Cái móc này chỉ móc cá tầm 1-2 kg thì bình thường, còn cá to thì đây mọi người. Mồi Ngọc Trinh của bác Toán nhà quê nhá. Body Ngọc Trinh của Toán nhà quê. Còn lưỡi thì mình sang đây mình độ lại rồi. Độ chì ngoài và độ thìa khác, thay lưỡi, thay tất luôn. Đây các bạn. Con này để mình cân cho mọi người xem. Con này chắc mình đoán khoảng độ 1 kg mấy, gần 2 kg rồi chứ. Hình như không mang cân đi đây rồi. Hôm nay không mang cân đây rồi các bạn ạ. Hay là bỏ túi kia không biết để thế nào không biết. Con này chắc khoảng ký mấy thì các bạn, khoảng 2 kg, ký 6, ký 7 đó. Không to lắm nhưng mà cũng gọi là tạm tạm. Các bạn tiếp tục theo dõi sau nhé. Hôm nay phải lấy cái thùng để sang Đức hợp ạ. Định đầy một thùng này cá là được hả bạn? Hả? Đã bảo rồi, tiếp tục bay tay đi. Gần giờ để ăn rồi đấy. Xe đạp mất 1 tiếng cơ mà. Chắc không đến 20 cây. Không, ít phải 15 cây. Tầm đấy đấy, phải 15 cây đấy. Em vừa đi cái đường kia lên đây, Toán đi lên núi dốc ghê quá. Chắc là đi đường này lên đúng không? Đi ra sang đây rẽ tay trái luôn đúng không? Dạ, cứ đi cái đường thẳng ở đây luôn là thẳng. À đúng rồi, thẳng Lijika luôn. Anh ngồi đấy là đường đi răng Lijika. Không phải cái đường đợt trước đến nhà anh. Ừ. Đợt trước nhà anh là đi đường dưới. Đường bên Lijika hôm nay. Lấy cả đây nó cần thắng chiến tí ta về. Chiến khoảng độ tiếng ta về. Kiếm lấy 3-4 con về tối nướng kiếm khoảng 4 cân về anh em ta ăn lại chán luôn cá. Giấy bà còn không? Thì tí về mua, tí về giá con đi mua. Làm chai rượu nữa. Tối hát mẹ live stream suốt đêm luôn. Rồi. Ô mày đóng không đóng ấy. Đây này. Mày phải đóng chứ, mày thấy như thế mày phải đóng vì cái lưới của mày nó không ấy. Tụi nó mua đối kia kìa. Mày phải đóng chứ mày kéo như thế nào không biết đóng cá này. Thấy chưa vậy? Anh Hùng ơi. Lên hàng cái này. Ủa, em đóng luôn mà. Đến giờ nó ăn đấy. Ủa, con này khủng. Con kia vừa cũng khủng đấy. Nó còn vừa nổi này. Này. Chọc này. Mày ném mồi mày chẳng kiểm tra mồi, mày cứ phải ném 1-2 lần thì phải kiểm tra lại mồi chứ nó găm vào đấy. Khi nó dính nhá. Đóng mạnh như này. Đến vài cái lặng gió. Thấy chưa, con này vậy. Ui con này nuốt sâu con. Con này. Mày kéo như thế nó tụt là phải, nó chỉ ngậm mà thôi. Con này nuốt sâu lắm. Con này là giọng bú bình thôi. Bọn anh ở đây là bọn anh chơi chiến hàng đây là toàn là bú uổng nuốt sầu lắm. Thằng kia dính mà không biết đóng. Ôi giời. Con này mẹ tham ăn. Nó kéo lên nó bung mất thằng kia. Nó ngập mà thôi. Chứ không phải như mồi của anh là mồi độ nó khác. Còn nó sầu quá. Kinh khủng. Con này nuốt quá sâu mọi người. Con này thiệt hợp quá, mày không đóng vào đây, mày đóng vào nó chứ nó mắc nó mày chưa quen này, nó chưa có cảm giác cái cảm giác cá nó dính khác, còn mắc giác nó khác. Ôi mẹ, con này nuốt sâu kinh. Tính nước bắt đầu, tính gió lại bắt đầu nó ăn đấy. Rồi, mày quá. Đây mọi người nhá. Tiếp tục lên hàng. Con này khủng, con này trên 3 kg mọi người. Cực kỳ khủng. Khủng thấy ác chiến chưa? Bây giờ tối lấy chục con nhá. Con mồi cứ mua cái 800-900 yên một con. Tôi không bán thì lấy tiền đâu tôi mua. Tôi duy trì đam mê. Công nhận không? Bán thì anh em có nhu cầu ăn mua thì tôi mới bán chứ. Thì không bán anh. Mình vừa được theo đuổi đam mê và lên hàng. Đấy, chú thấy một của anh đâu cần phải đóng đâu mà. Tự chết thôi. Học thấy sợ chưa? Học sợ chưa? Cần thủ chân nhiều nó khác cái cần thủ nghiệp dư gì đấy theo ạ. Học sợ chưa? Học sợ chưa? 2 kg rưỡi. Không, con này trên 2 kg thôi. Một con này đầu 3 thôi, nhìn thấy đầu to lắm. Nhìn cái cân của anh mà cong thế này thì trời ơi, tàu ngầm thế này. Ui, con này phải trên 3 kg. Không sợ chưa? Không sợ. Con này trên 3 kg hả bạn? Hả? Không tới, con này không tới 3 kg. Con này trên 3 kg. 3 kg 1 thôi. Cho kêu anh Hợp ơi, để anh báo cá cái. Báo chi bộ ấy. Đấy, hôm qua không được con dần này. Qua con này. Ừ. Quét ngang cái. Thôi đi rồi. Hợp sợ chưa? Máu chưa? Máu thì nó sốc mà. Phải tích cực quay tay đi Hùng ạ. Cứ tích cực. Vẫn may sẽ đến. Qua con đấy. Con đấy. Trước tôi. Đây mọi người nha. Tiếp tục. Con này phải 4 kg hợp ạ. Con to lắm. Không chịu bánh không? Phải tự con mình câu lên chụp nó mới sướng đúng không?